Thưa quý vị đang bước vào phần tư, cũng chính là phần cuối của chương trình ngày hôm nay. Xin mời thầy Chí Đức tiếp tục chia sẻ Xin với kính quý chào vị. Quý vị khán giả. Đây là chương trình của Đài Đức Tu Sài Gòn TV chúng tôi, được phát hành vào mỗi thứ sáu từ 2 giờ đến 3 giờ PM giờ California, và chương trình được tiếp tục với chủ đề ngày hôm nay là chủ đề của chúng tôi tiên đoán. Kính thưa quý vị, chúng tôi tiên đoán là chúng tôi nói đến những người có nghiên cứu về các bộ môn khoa học huyền bí, dùng cái bộ môn khoa học huyền bí mình học được với kinh nghiệm của mình để mà thêm vào cái tri thức cũng như cái kiến thức, cái kinh nghiệm cuộc đời của mình, phối hợp để mà tiên đoán đến những điều của tương lai. Và kính thưa quý vị, thật sự ra thì tiên đoán là một đặc tính tự nhiên, một đặc tính bẩm sinh cho tất cả con người của chúng ta. Có những người mà khi đến tuổi già thì lúc nào người ta cũng có cái tư tưởng tiên đoán rất là cao. Có những người lại có những phẩm chất rất là đặc biệt, tức là thường để cho những cái khả năng tiên đoán rất là kỳ diệu, mặc dù không học qua một chữ nghĩa gì hết. Người ta sẽ gặp một người, người ta có thể biết trước rằng cái tương lai và cuộc sống cũng như sự sức khỏe người đó như thế nào, vân vân. Và tiên đoán là một điều rất có lợi, bởi vì chúng ta tiên đoán để bước đi cũng như sự thành công của những ngày kế tiếp trong cuộc đời của mình. Chúng ta hôm nay, trong một vài tháng qua, chúng ta ăn uống với những thức ăn mà rất là nguy hiểm với sức khỏe, thì chúng ta có thể tiên đoán được là một vài tháng tới sức khỏe chúng ta sẽ trở ngại, hoặc chúng ta bất thình lình chúng ta bị đau một cái gì đó, chúng ta phải nghĩ lại. Chúng ta phải nghĩ lại rằng là cái sự đau này là do yếu tố gì của những ngày tháng vừa qua, thì sau đó chúng ta mới nghĩ, mới tiên đoán được, có thể là chúng ta bị bệnh như thế này. Cho nên chúng ta đi khám bác sĩ và chúng ta nói bác sĩ biết rằng tôi nghi ngờ tôi có bệnh này. Đó là những điều tiên đoán có tự nhiên thôi, tiên đoán có tính cao hơn. Và những người có chuyên nghiệp về tiên đoán, người ta có thể tiên đoán những cái sự kiện có tính cách rộng rãi hơn, có tính cách liên hệ đến những nhân vật quan trọng trong thế giới, những vấn đề liên hệ quan trọng đến đất nước, đến xã hội vân vân, thì lâu ngày người ta đúc kết thành những kết quả, rồi người đó nổi tiếng là một người chiêm minh gia, một người tiên đoán giỏi. Nhưng ở đây chúng tôi muốn bàn kỹ đến là tất cả chúng ta là tiên đoán. Tiên đoán là một cái đặc tính đặc thù tự nhiên trong con người của chúng ta, qua một quá trình sống lâu ngày, qua một kinh nghiệm trường đời đã trải qua, qua những sự đau thương thất bại, chúng ta có một cái kinh nghiệm sống, một cái tri thức cao, một cái trí tuệ trong người chúng ta. Khi một sự kiện xảy ra, chúng ta có thể tiên đoán rằng là đó là bởi vì cái gì đó, nên chúng ta có cái tiên đoán ngày hôm nay. Bởi vì trong quá khứ của một vài tháng trước và đến ngày hôm nay nó có kết quả này, là bởi vì chúng ta tiên đoán được kết quả của nó. Cho nên tiên đoán là một yếu tố cần thiết tự nhiên của con người của chúng ta. Chúng tôi hy vọng rằng là trong một tiếng vừa qua, chúng tôi đã chia sẻ quý vị về cái sự tiên đoán trong cái chương trình tử vi và số mệnh của chúng tôi tiên đoán. Và tất cả chúng ta là tiên đoán, chúng ta có thể tiên đoán vào cái cuộc sống của mình, cuộc sống của mình ngày mai, về sức khỏe, về vợ chồng, về con cái, bằng cách chúng ta ôn lại những cái gì của trong quá khứ và kết động lại đến ngày hôm nay. Sau đó chúng ta sẽ tiên đoán được kết quả của ngày hôm sau để cho cuộc sống chúng ta được thành tựu và tốt đẹp hơn. Chúng tôi xin phép vào phần dẫn giải lá số tử vi. Dạ thưa thầy, tiếp theo là người nam sinh ngày 5 tháng 1 năm 1956 vào lúc 9 giờ tối. Ngày 5 tháng 1 năm 1956 vào lúc 9 giờ tối. Lúc 9 giờ tối. Như vậy là người này sẽ có khả năng sinh vào giờ Tuất nha. Người nam, tôi xin lặp lại. Người nam sinh vào ngày 5 tháng 1 dương lịch năm 1956 giờ Tuất, người này có một định mệnh như sau. Thứ nhất, đây là người đàn nam có mệnh thất sát của Đà La đó nha. Khi mà mình là cái người mà có cái thất sát cư mệnh đó, gặp cái Đà La, thì là mình trong đầu của mình nó có nhiều cái tư tưởng negative, tức là những cái Đà La nó là cái bóng tối, là cái sự nó không thành thật, nó cái sự khó khăn, cái sự nó không có trực thực ra ngoài. Nhưng bản tâm của con người này, bởi vì mệnh có thất sát ngộ văn khúc, ngộ văn khúc mà thân có tham lam, lại chiếu những cái tử phủ khó khoa hồng loan thiên không cô thần về, cho nên người này là một người cái đầu óc cứng rắn quyết liệt, nhưng luôn luôn gặp khó khăn trong đời của mình, luôn luôn có người thì tốt, có người thì muốn làm mọi chuyện tốt đẹp, nhưng mà đời mình bị thử thách quá lớn, bởi vì cái kim ở trong cái tử phủ cô thần
kiếp sát thiên không, hóa khoa thiên việt, nó đánh ngược về cái mệnh tâm của mình, đóng tại cái cung mộc đó. Cho nên là đây là một cái người mà nặng nề thế gian này, phải bươn chải, phải chiến đấu, nhưng mà chiến đấu không được, không qua được, đi đến chỗ thất bại của đời của mình, mà phải làm lại tất cả. Đến tuổi thế nào, 1, 3, 4, 5, 55 tuổi còn phải làm việc, còn phải tháo vát lại. Cho nên cuối đời của mình và một đời của mình sẽ lập gia đình vô cùng khó khăn, có thể sẽ phải ở trong cái cảnh làm có bạn thôi, chứ không thể nào thành vợ chồng con con như người ta được. Đây là một cái lá số đầy chông gai, khó khăn và thử thách nghiệp chướng mình rất là lớn nha. Những người như thế này thì khi gặp tôi xem số, tôi rất thích, là bởi vì có cái cơ hội để tôi chỉ cho người ta cái cách mà chúng ta chuyển nghiệp của mình, cải vận của mình, để người ta đi dễ dàng trong đời sống của mình hơn, để cái kiếp này mình hoàn tất được cái cơ nghiệp mình nó dễ dàng hơn. Số lượt số mệnh của anh là như thế, chúc anh nhiều may mắn. Dạ, tiếp theo là người nam sinh ngày 12 tháng 4 năm 1954 vào lúc 9:30 sáng. 54, 9:30 sáng. Dạ. 9:30 sáng người này có khả năng 54 phải lui 1 năm rồi, anh sẽ sinh vào giờ thìn, 7:00 đến 9:00. Người nam sinh năm 12 tháng 4 năm 1954 sinh vào giờ thìn, người nam này có một định mệnh sắp xếp như sau. Đây là người đàn ông có mệnh tham lam, ngộ khốc hư, tuế phá, ngộ phục binh. Đây là cái người mà cuộc đời của mình đó, là cái sức mạnh của cuộc đời mình nó lớn lắm. Tức là lúc nào mình cũng có cái sự tham lam. Tham lam có nghĩa là sao? Tức là muốn tất cả, cái gì cũng muốn hết, sức sống rất mạnh liệt lắm. Nhưng mà mình sẽ không có đạt được cái mộng của mình đâu nha. Bởi vì đây là cái người mà nghiệp quả lớn. Cuộc đời của mình luôn luôn phải đi thách đố, phải luôn luôn bị sự thách đố để thành tựu của mình. Ngay cả cái điểm đầu đời của mình từ 30 mấy tuổi là vào đến cái cung Phúc Đức Điện Trạch, mình đã bị nhiều sóng gió chống gai lắm. Mặc dù sinh trưởng ra trong một gia đình tương đối là trong xã hội, gia đình này thuộc gia đình khá giả, quan liêu và giàu có, nhưng phải trải nghiệp cho dòng họ của mình, trải nhiều cái chông gai sóng gió, làm việc cho hết đời của mình mà thành tựu sẽ không được như ý, chúng may mắn. Dạ thưa thầy, tiếp theo người nữ 12 tháng 1 1950 vào lúc 5:30 chiều. Người nữ 12 tháng 1 1950 vào lúc 5:30 chiều. 5:30 chiều. Dạ. 5:30 chiều sinh vào 9:50, chắc chắn người này sẽ sinh vào 1:30 tới 3:46, người này sẽ sinh vào giờ Thân. Tôi xin phép trình bày người nữ sinh vào ngày 12 tháng 1 năm 1950 vào giờ Thân. Người nữ này có một định mệnh như sau. Đây là người đàn bà có sao Vũ phá ngũ hóa lộc ấy. Đây là người đàn bà phải nói là đặc biệt lắm. Người đàn bà này Vũ phá hóa lộc mà giáp không giáp kiếp nữa, có đào hoa lộc tồn. Đây là người đàn bà lúc trẻ rất đẹp, rất tài hoa, rất là giỏi, sáng sủa, nhiều người biết tới lắm nha. Nhưng cuộc đời của người này thì sống trong tiền bạc, sống trong nhung lụa, nhưng đời của mình sẽ không có đạt được một cái gì hết trong cái thế gian này nha. Cuối cùng là sẽ không có một cái cơ sở, không có sự nghiệp gì, chỉ là một người đàn bà giỏi thôi. Bắt đầu từ giai đoạn 30, 35 tới 45 tuổi, đó là giai đoạn cơ âm cổ triệt, chiếu hồng loan cổ thần kiểm soát. Người này nếu không cẩn trọng vì tiền bạc đối với gia đình, sẽ đi đến cái chỗ mà chia ly hạnh phúc vợ chồng của mình từ 35 tới 45 tuổi, đó là trong 10 năm của mình đó. Sau này mình phải tự gây dựng, tự xây dựng, nên cuối đời của mình sẽ không có đạt được theo cái ý mộng của mình đâu nha. Đây là cái người phải trả nghiệp của cung phụ mẫu mình, nghiệp của người bố của mình nha. Bởi vì thái dương địa kiếp, đào hoa ngọc lộc tồn, cho nên phải trả nghiệp của bố mình. Người này giống bố, khuôn mặt giống bố, chúc may mắn. Dạ, tiếp theo người nữ sinh ngày 7 tháng 7 năm 68 vào lúc 9 giờ tối. Ngày 7 tháng 7 năm 1968. Dạ, vào lúc 9 giờ tối. Nếu mà 9 giờ tối thì người này sẽ có khả năng sinh vào giờ Tuất 8:20. Dạ. Người nữ sinh vào ngày 7 tháng 7 năm 1968 giờ Tuất có một định mệnh như sau. Định mệnh đã an bài. Kính thưa quý vị, tại sao chúng tôi xin phép trình bày như thế này? Chúng tôi xem 10 lá số chỉ được một mà thôi. Đúng như là cổ nhân đã từng nói là 100 người đục 10 người trong, tức là cái vận thời của chúng ta 10 người thì thượng đế cho một người thành công, và 100 người chỉ được 10 người thôi. Cho nên tại sao quý vị cứ thấy rằng là những lá số rất đầy đau thương là như vậy, cái phép tự nhiên của nó. Người nữ này có mệnh liêm phá ngồi đào hoa ngồi địa kiếp thiên không. Đây là người nữ phải rất đặc biệt. Người này có liêm phá mà lại có thổ cục nữa. Đây là người thì sức khỏe tốt, mạnh tốt, nhưng mà cuộc đời người này là gian chân
gian trần, đau thương, đau khổ lắm. Không có phải là một mệnh phụ phu nhân, không phải là cái người hưởng lộc, hưởng sung sướng đâu. Đầy sóng gió và cái nghiệp tình của mình thật là vô cùng khủng khiếp. Và đầy sóng gió trong gai, cuối cùng cả đời của mình cũng như không có một người chồng nào hết nha. Nhưng mà chồng rất nhiều mà không có chồng nào hết là như vậy. Đây là cái số mà nghiệp lớn của mình vô cùng. Còn con cái của mình hả, là con cái nó sẽ không bao giờ nó lo thân, nó phù trợ cho mình đâu. Con cái là một cái nỗi nặng nề, đau khổ trong đời của mình đó. Cuộc đời của người này phải nói là nghiệp quá lớn. Bởi vì mệnh có liêm phá đào hoa địa kiếp ngồi thiên không, mà hạnh phúc của mình là đồng âm, hóa quyền ngồi vỡ, tài bạch của mình là tử sát ngồi hóa khoa. Chỉ có cái cách sống trong cái vẻ có tiền của bạc, cuối cùng đời không ra gì hết. Chúc may mắn là như vậy. Dạ, thưa quý vị, rất tiếc là thời gian dành cho chương trình Tử Vi và Số Mệnh không còn nữa. Chương trình Tử Vi và Số Mệnh được phát sóng vào thứ 6 hàng tuần trong khung giờ từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ 6 tuần tới, từ 2 giờ PM đến 3 giờ PM giờ California. Chúc quý vị một ngày an bình và hạnh phúc, một cuối tuần đầy thắng lợi. Xin kính chào quý vị.